Được nha. Rồi đó là ta sẽ đi tham quan một số cảnh vật ở đấy đi. À, gọi là Milk Ranch. À, trà sữa đó. Tới đây sẽ được ăn sữa và uống mật ong. À, rồi đây là cái hồ là hồ gì? Có tên chứ? Nha. Có hồ than thở hay là hồ tình yêu chứ đi chứ? Hồ là hồ than thở đi. Tại những anh thấy tôi hay thấy tôi đấy than thở á. Hả? Xả Xả stress á. stress đó, Cứ ta gọi là tới đây thì tìm cảnh thiên nhiên an ủi hả? À, nơi đây đã từng đến và đi bao nhiêu người? À, từ năm 1914 đến bây giờ à? Cái nhà sau đây là làm tới đây trước cả món chỗ luôn à? trước Tức là họ tới đây trường học tới đây trước khi nào mới trường ma tháng sáu Trời mang cho tới đây lập nghiệp xây cái chỗ đi nè. bắt đầu cái chỗ mà dừng chân đầu tiên là đấy Ồ, tức là bắt đầu từ chỗ cuối đó đây không? đi từ bên Colorado dạy theo cái dạy là đi về sáng phẳng À. đây cũng không dừng chân sáng phẳng lên Oregon thì tìm về đây làm một cái chòi đấy cái đã Ồ. Nó chỗ đây là cái nguồn của cái Mãn Trôn. bán cho. Ừ. Khi nào mình tìm sao là mình tìm ra cái ngọn Mãn Trôn khi nào mình này kia ở được cho nó là hay hơn. Hay là kỳ gốc á. Cái gốc á, nhưng mà thay cái chỗ để mà tìm lại căn nguyên căn Đó. cội đó hả? Mình nghỉ ngơi đi Nghỉ phép. ngơi rồi. À. Đúng là túp lều lý tưởng thật ha. Ta dài ta tìm nơi vắng vẻ đấy. Đây. Rong suối chảy róc rách không? Đang quay đi. Quay rồi đó. Bấm mô quay. Không quay rồi đó, đừng quay đó. Giới thiệu đi. Giới thiệu nói nên mô tổng đó. Hả? Đây. Dòng suối chảy cho cái này. Đây là bên dòng suối đấy này. Đó. Rồi coi dưới có cả cái hồ dưới nữa. Đây là cái đường đi lên là mấy cái thác lớn không? À, bên đây là đường đi sang thác siêu phổ phốn vị trí đó. Đó, phía sau là cả một rừng thông mênh mông. Đó. Mấy cái hồ này. Đây. Hồ đẹp đấy. Đấy, có được vườn của Việt Nam nữa này. Đây, bên cạnh như là chiếc hồ trở lại hồ như là soi bóng cái này thì không 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 có tên nhưng mà cái bóng của anh có lẽ đẹp hơn hồ gớm nhiều. Vô trời là lạt cái hồ chi hay hồ Xuân Hương không? hồ Xuân Hương hồ Than Thở Hồ Than nhưng mà cái bóng thì hình nó trống giống như cái bóng của cái hồ Milk Ranch này. Trống hơn nhá. Cái hồ Milk Ranch trống như phải không? Đây thế này nhìn nhìn thấy mấy bông cây nam giới á đó thấy không quay vậy đi quay vậy đó. Quay khoảng đến Và Anthony đang còn có những giây phút nghĩa là bồi đây là nghỉ ngơi sau dưỡng. những căng Sao? thẳng gọi là lặn lội với chiến trường á Đây, từ Ả sang Mỹ, từ Mỹ sang Phi. 15 năm mới về đây lại lần thôi Đây. đấy Đó. mặc dù cái này thấy hóa nhiều vậy nhưng mà gái nhiều lắm À. đấy. Cần có gái khi nào mới hóa nở mới đẹp không? Trời. Oregon mới có hóa đấy chứ còn New Đấy một York thì toàn là tuyết. đấy là một cái loài hoa anh đào màu trắng này. Đẹp ha. Đấy. Cái tự nhiên làm sao mà có được cái như thế mùa đông tuyết mùa xuân như tuyệt vời. Yeah. Trong khi Hà Nội biết bao nhiêu người đi tìm một nhà nhà anh đào không Ở có đấy đây. nguyên cả một thì cây Cái tự nhiên đấy. thầy thưởng thức cái Ừ. nhà này, thầy Đây. thưởng này. Nhà này là giới thiệu nhà đấy, là 1914 đấy. Đấy là một cái căn nhà đầu tiên của mấy đan sĩ từ Thụy Sĩ khi sang dừng chân lần đầu tiên đến Oregon thì khoảng hơn 100 năm về trước. Nhưng mà sau khi dừng chân đấy thì đi tiếp thì tìm được cái ngọn núi Mãn Trôn. Thì chỗ nữa là lại thấy cái khí linh Tốt thiêng hình hơn. thành đầu lại ở đó. Đó thì mới làm cái đan viện ở đó. Còn cái nhà đấy bây giờ trở thành cái nơi lâu lâu anh em về Nghỉ ngơi. nghỉ ngơi. Đó là Mill Ranch. Gọi là Milk Ranch trà sữa đó. Trà sữa. Thật Đây. là ai mà muốn uống sữa và ăn mật ong thì tới đây. Đây. Tuyệt vời, tuyệt vời. Anh cái đây, đó một người. Quay đến một cái khu đó đi, rồi bên chỗ môn thông ngủ phơi đến lên máy bay đi. À.
quay ngược lên. Đó. Ồ. Đây là bầu trời Oregon trong những ngày mùa đông mà đã sáng như này. Đó. Trời. Đó. Đó. Ok. Đó. Em xem. Wow, lý tưởng lắm. Đây nhé, anh nhìn vào đây. Đó, cục hai cục đá đây, đây là cục đá mà dưới, nhớ lại cái ngày tháng mà kêu là mấy sơ, tức là mấy sen á, mấy sen mà lên hả, lên núi đam đạo như thế nào á, thì bây giờ tới cái Milk Run này thì thấy được cái không khí hả, cái tiếng Hà Nội Sinai, Mai Sơn. Ok. Wonderful.